Xin chào tất cả các anh em nhân video này. Arduino để tham gia dán các bạn click phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản nha. Đầu tiên thì các bạn phải chú ý theo dõi các bạn video này, các bạn nhấp vào hình đầu gà đầu dấu gạch trên đây nè. Rồi các bạn phải chọn cho mình vào cái mục là intro decoder nghe các anh em. Cái dòng này mới được nghe các anh em. Anh rồi được tên quốc gia Việt Nam thì anh em chọn quốc sống quốc gia, chọn quốc gia này. Anh em xin thoại. Rồi sau khi anh em bấm đây, tôi đặt xong em John không anh nhận được một trăm cần có hiệu là AND, một tốt cần này khá là tiềm năng các anh em. Gọi tất cả anh em bấm vào một này lấy liên ghép của em nè, đây là liên ghép của mình các anh em. Rồi anh em nhấp vào ba chữ gạch đây mình kiểm tra sao nó không vào mail ta. Phan phan em ơi, để mình coi nó có dòng mèo không. Đây là trang chủ dự án cái này bằng là trên một sàn dịch phi tập trung mạnh mẽ thân thiện. Đây có thể là phương tiện tất cả này. Rồi cái này thì nữa cho anh em swap vào USDT vào Google theo các thông hình nghe ta nói. Rồi đây mình tìm chút làm cái bài gạch này nè. Rồi anh em tiếp tục bảng điều khiển để mình tìm anh em chờ mình chút các bạn để mình test thông tin hết cái những chức năng của nó. Mày ra mày, anh em vào cài đặt lên tới nè. Mật khẩu. Số điện thoại ghi không có gì trơn. Lỡ rồi. Kết nối. Rồi anh em bấm vào verify mail các anh em coi mail nó có về không anh em. Rồi vậy video mình vậy nó chưa cho mình verify mail, nó chưa có mail về thôi anh em ạ. Mọi thông tin như cái này về mình sẽ cập nhật cái clip tiếp theo để mình vào mail coi cái thứ có mail có về không, cần fit không ạ. Rồi ta anh em ơi, mình lục luôn. Cái này verify mail chừng nào chắc coi để sao ta anh em. Có gì mình cập nhật con này sao cho tất cả anh em. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả anh em vào những video clip tiếp theo mình nhé.